con. Chào tất cả anh em nha. Nay rảnh đi test cái máy 140 con của mình làm lại nè. Của anh Thành. Số điện thoại 0367116924. Bữa nay 16 tháng 1. Này thời tiết lạnh lắm anh em. Gì đâu mà có hai cái áo khác. Này dòng ghiền 22 độ anh em. 22 độ trời báo có mưa luôn nha. Nhưng mà ở đây gió mình chưa mưa. Rồi đi thử khi mà có cá lên nó sẽ quay tiếp cho anh em xem ha. Máy 140 đêm làm lại. Cái máy này hôm trước là 4-5 biến áp, làm lại 6 biến áp nha. Cá trong can này là khoảng 20 kg. Can 30 lít nha anh em. Can này 30 lít. Ngoài khoang nè. Ngoài khoang này khoảng 10 mấy ký. Dây vàng nè anh em. Dây vàng nè. Đó, cá chốt nè anh em. Sạch gần nè anh em. Cá dây mềm nè. Đây là được con cá dồ nè anh em. Cá dồ này khoảng 1 ký mấy á. Nè dây vàng nè anh em. Dây vàng con bành bành hơn. Lọc kiến chẳng chẳng chà bá luôn. Máy làm gì là có đạt chưa anh Thành, được chưa anh Thành? Đó, máy 140 đêm làm lại đó. Cá cá dầu vàng vàng nè, vàng cũng bộ mấy ký vàng á. Đây nè là hai con vàng nè. Đó, máy làm gì được chưa, vừa đạt chưa? Rồi anh em nào có muốn làm máy nâng cấp gì có gì thể liên hệ em trực tiếp nha. Số điện thoại 0972442448. Em tên Phong ở Kiên Giang nha. Rồi chào tất cả anh em luôn.